Hello, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Và mình là Angel đây. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ nha. Ok, như tiêu đề đã ghi thì hôm nay mình sẽ đột nhập ạc pha ke nha mọi người. Dạo gần đây có rất là nhiều ạc pha ke mình và Louis. Và hiện tại thì mình phát hiện được hai ạc nha. Đang treo tiệt luôn nè. Tại sao mình lại nói là pha ke? Tại vì bạn này đặt tên giống mình và lấy cả hình của mình để làm ảnh đại diện luôn mọi người. Đây. Nếu mà tên giống mình thôi thì không sao, còn cái này bạn này lấy hình của mình luôn thì chắc chắn là pha ke rồi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ đi vào nhà của bạn này nha, để coi là phản ứng của bạn ấy như thế nào khi thấy mình nha. May quá, bấm một cái là vào được luôn nè mọi người. Chắc là tiệc không có full khách á, nên mình dễ vào. Nhìn sao nhà là biết giả mạo rồi ha. Nhà của mình tới 2 triệu mấy sao lận nha mọi người, còn bạn này thì mới sao bạc thôi. Rồi vào được rồi này, mở tiệc chéo tim nha. Có một số bạn vẫn không nhận ra nha mọi người. Ký tường kêu bằng cô nữa kìa. Đâu rồi ta? À, bên kia kìa mọi người. Mình vừa thấy spam xin sao nhà kìa. Sao lại chạy rồi? Ơ, đi đâu vậy trời? Ủa, chạy đi đâu vậy? Đâu mất tiêu luôn rồi. Mới thấy đứng đây mà tự nhiên mất tiêu rồi mọi người. Lắc hay sao ta? Không có trong phòng, vậy là ở trên cầu thang rồi. Để lên đây kiếm thử coi nha mọi người. À, đứng đây này nha. Hello, đi đâu nữa rồi? Đứng lại nói chuyện chơi nè. Có một số bạn vẫn bị lừa nha. Đứng đất kêu cô ơi nữa. Để đổi dáng lớn lên nha mọi người. Dáng bé nhỏ quá, sợ bạn pha ke không thấy được mình á. Hello Angel pha ke. Chào mình đi rồi mình spam sao cho. Xin sao hoài. Cô cái gì mà cô. Pha ke. Bạn này nói ai ta? Rõ ràng tên của mình có chữ bắt nơ màu đỏ ở trên đầu vậy đó mà mọi người không phân biệt được. Nhiều khi cũng khó hiểu thiệt luôn á. Cái chữ bắt nơ màu đỏ trên đầu mình là dấu tích đối tác của game nha mọi người. Chỉ có những ai mà làm đối tác game mới có chữ đó thôi nha. Bạn này thì chắc không phải học sinh của trường mình đâu nên là không có nhận ra mình nè. Để lại nói chuyện. Ơ kìa, bị kích ra rồi mọi người. Trời ơi, Angel thật, vô nhà Angel pha ke chơi bị kích ra rồi. Đau lòng quá đi. Đang chơi vui tự nhiên đuổi người ta ra, kỳ ghê á. Ok bây giờ mình sẽ chặn bạn này nha. Và mọi người nhớ nè, sau này gặp những cái ạc pha ke vậy nè, tốt nhất là mọi người nên chặn đi nha, để tránh những cái tình trạng mà xin quà nè, hoặc là dụ các bạn lấy ạc của các bạn đó, hách luôn ạc đó, thì cái chuyện đó mình không có chịu trách nhiệm được đâu nha. Mình không biết bạn này là người tốt hay người xấu, nhưng mà đi giả danh người khác chắc chắn là người xấu rồi nha mọi người. Chúng ta là người tốt thì không thể nào mà đi giả mạo người khác như vậy được đúng không? Và đây, mình đã lóc ạc phụ của mình vào nha mọi người. Chặn ạc chính thì mình lên ạc phụ. Ok, vô được rồi nè. Hồi nãy vô mình chưa kịp chat gì hết trơn á. Vô bạn ấy chạy mình kiếm bạn ấy xong bạn ấy kích mình luôn. Bây giờ vô sẽ chat nha. Hello, mình lại tới đây. Lại xưng là cô giáo rồi xin sao các bạn nữa nè. Tại vì dạo gần đây mình có mở trường tà la tùm lum á. Ở đây có bạn nào vô trường chưa? Nếu mà có trong trường rồi thì nhớ ấn like và bình luận cho cô biết nha. Còn bây giờ thì cả trường mình đi đột nhập ạc pha ke nha mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ hỏi xem bạn này có tương tác với mình không nha. Cô này dạy ai? Trời đất ơi, cái ạc phụ của mình không có đủ kim cương đổi màu chữ. Khó nhìn quá nè, màu đen thui luôn á. Mình hỏi thì không rép, mà toàn xin sao với tim để lừa mọi người thôi. Mình nhớ là mình đâu có chảnh gì đâu ta. Ai hỏi mình cũng trả lời hết trơn á, dù khi mình treo thôi mọi người ạ. Đông quá trời đông, loạn xạ hết. Mọi người chú ý nha, Angel pha ke là chủ nhà nên có cái vương miện ở trên đầu á. Lần này thì mình không có đi một mình, có mấy bạn fan đi cùng nữa nè. Emma và bé Huyền đó mọi người. Cũng vào đây hóng hót với mình nữa chứ. Giỏi cô luôn, hu, hủy follow cô luôn. Trời đất ơi, cô đang đứng bên cạnh em nè. Em nói chuyện với pha ke chi để người ta không rep em. Sao không thấy cô kết bạn với Louis vậy ạ? Rồi, cái này học sinh trường cô chắc luôn nè. Bạn này tên là Ánh Nguyệt. Giỏi quá ta ơi. Để mình chat là yêu cô. Xem bạn ấy có trả lời không nha. Ở kìa, người ta nói chuyện mà cứ xin sao hoài. Tưởng cô Angel có 1 triệu sao rồi cơ mà. Nút kim cương của cô đâu rồi? Ngoài những bạn không chú ý thì có một số bạn nhận ra đây là pha ke nha mọi người. Mình rất là vui khi các bạn nhận ra được đâu là fake, đâu là real. Mình sợ các bạn bị lừa thôi. Tại vì chơi game vui vẻ mà, các bạn bị lừa thì mình cũng không có vui đâu. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hỏi thêm một câu là chữ bắt nơ màu đỏ của cô đâu rồi? Trời ơi, bị kích tập 2. Thua rồi mọi người ơi. Mình hỏi thì bạn đó không trả lời mà toàn kích mình thôi à. Kỳ ghê á. Bị kích hả em?
Bạn này chắc cũng bị kích quá, hồi nãy mình thấy có trong tiệc nữa đó. Rồi, nguyên một vàng hồi nãy ở trong kia nói chuyện chắc bị kích hết rồi quá. Chặn rồi ha. Đi theo chuyện chi để bị bà lóc hết cả đám luôn vậy đó. Ok, và đây là ạc phách anh Louis nha mọi người. Ạc này thì khóa nhà rồi, mình không có vào được. Hiện tại thì anh Louis mất partner rồi, cho nên rất là khó phân biệt luôn. Ok, hiện giờ thì mình đang ở trong nhà của anh Louis và sẽ hướng dẫn mọi người cách phân biệt giữa ạc phách và ạc rêu dành cho những bạn chưa biết. Còn bạn nào biết rồi thì chịu khó ngồi ngang tí ha. Rồi, đây là ạc của anh Louis nè. Ạc anh Louis thì lúc nào cũng có ảnh bìa chụp với mình nha mọi người. Và mình là Angel và có chữ partner màu đỏ ở trên tên. Còn Alpaca nhiều khi cũng có thể chụp hình với Angel giả mạo luôn á mọi người. Nhưng mà chắc chắn là Angel giả mạo sẽ không bao giờ có chữ partner ở trên tên nha. Cái chữ màu đỏ đỏ vàng vàng đó mọi người để ý nha. Ok, đó là cách nhanh nhất để mọi người phân biệt giữa Louis Alpaca và Louis Real nha. Cái ảnh bìa, đấy, bấm vào là thấy cái ảnh bìa liền luôn. Rồi, đến Angel thì rất là dễ nè. Về cái phần ảnh bìa á, thì mình chụp lúc mà anh Louis còn partner á, cho nên là có chữ partner màu đỏ. Và chắc chắn rồi, tên của mình lúc nào cũng có chữ bi màu đỏ sau tên hết nha. Đó chính là dấu tích đối tác mà nhà phát hành game đã đưa cho mình để chống giả mạo á. Mọi người chịu khó nhìn kỹ kỹ xíu nè. Ok, vừa rồi là tất cả những cách để phân biệt giữa fake và real. Mọi người chú ý một chút xíu để tránh những sự cố không đáng có nha. Còn bây giờ thì đến chuyên mục đọc bình luận. Đấy, bây giờ cô hiệu trưởng sẽ đọc bình luận của các em học sinh nha. Nếu như con có điều ước thì con sẽ ước gặp được cô Angel Cute, nụ cười cô mãi đỉnh. Ai nói cô hung dữ và xấu nếu bạn Louis thì con hỏi chật đầu bẻ tay, nhai đầu hết. Cô nói nghe nè, mai mốt á, ví dụ có bình luận thì nhớ chấm phẩy giúp cô nha. Cô đọc xong bình luận của em cô muốn ná thở luôn vậy đó. Nhìn cô dễ thương quá, thương hại cô á. Tại mấy bạn kia nói xấu cô giống con vậy á. Con khỏi lý do, cô ghim con rồi đó, năm sau ở lại lớp nha. Nhờ có nắng mới thấy cầu vồng, nhờ cô hung dữ trong lòng em sợ trái tim màu đỏ. Trời đất ơi, tức á. Cô hung dữ đó, cô em rồi hiền nhất cho em, hiền nhất sao mà việc này. Hôm trước cô đi chơi bị chó rượt đúng không cô? Mấy em tệ lắm, học sinh của cô tệ lắm, ai cũng tệ hết trơn á. Tối ngày toàn là troll cô thôi à. Cô ơi, nếu hôm nay cô đọc được thì em xin tặng cô một trái tim to, sẵn tiện cho em nhập học với. Đó, mấy em thấy người ta chưa? Người ta là học sinh mới đó, người ta yêu thương cô hết mức vậy đó. Ai như mấy em thì tối ngày toàn là nói cô này nói cô kia kia. Lửa không thể làm lòng em cháy, còn cô cười chỉ làm em say. Yêu cô nhiều. Yêu mãi yêu. Em dễ thương nè, chứ không phải giống như mấy học sinh cá biệt kìa. Cô ơi, sao cô không cho em vào trường vậy? Cô hết thương em rồi, hu. Vào trường rất là dễ luôn. Mọi người ấn đăng ký, like và bình luận video để cô xác nhận nha. Cô nết nha cô hiệu trưởng, mãi fan chị á. Ở video trước cô có đưa bài kiểm tra trái dừa tiếng Anh màu gì á, thì bạn này trả lời giỏi nhất nha. Rồi, và bài tập hôm nay là quả cam tiếng Anh viết như thế nào? Ok, các em trả lời đi, ngày mai cô sẽ kiểm tra bài tập. Và bạn nào chưa vào trường thì nhớ ấn nút đăng ký cho cô nha, để trường mình càng ngày càng lớn mạnh, vươn tầm quốc tế mấy em nha.